lượng sản phẩm luôn là sự quan tâm hàng đầu của công ty chúng tôi. Với phương châm đó, Maka không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa bao bì mẫu mã và cải tiến công nghệ. Tất cả không ngoài mục đích mang đến cho khách hàng của Maka những sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Tôi là một khách hàng rất là lâu năm của công ty Maka. Tôi rất hài lòng với các sản phẩm của công ty. Tại vì ở công ty thì nó có rất nhiều màu sắc rất là phong phú, giá cả lại rất là hợp lý. Đến Maka thì châu Âu ai cũng biết. Còn nếu ở trong nước Đức thì ngoài trụ sở chính là Berlin thì công ty mình cũng có những chi nhánh rất là lớn như là ở Düsseldorf, ở Frankfurt am Main, ở München và ở Hà Lan, ở Amsterdam cũng là một trụ sở rất lớn của Maka, xuất khẩu đi nhiều nước trong châu Âu thì Anh, Hà Lan, Pháp và một số nước Trung Đông khác. Ich finde die Qualität ist super. Ihr seid flexibel, ihr macht das, was man möchte, ihr schwatzt nichts auf. Của Đức thì từ lúc Maka về Hamburg em chuyển qua sản phẩm của Maka, em thấy rất là hài lòng và việc là
cái việc làm nó rút gọn lại cũng được vài phút, và quan trọng là khách hàng rất là ưng ý. Bởi vậy em đổi từ từ tất cả sản phẩm trong tiệm em của Maika. Mình là khách hàng của Maika, vợ chồng mình làm nai cũng 4-5 năm nay rồi. Trước kia thì lấy rất là nhiều màu, nhưng mà từ ngày Maika về Hamburg, vợ chồng mình thử lấy màu, nhất là các màu như màu cây nước như này rất là đẹp. Và thứ hai nữa là vợ chồng mình thử đắp cái loại bột Maika này rất là vừa lòng, và vợ chồng mình rất là cảm ơn là cái sự chăm sóc khách hàng của Maika rất là tốt, và hy vọng là Maika cứ như thế và càng ngày càng tiến tới để cho cộng đồng nai ở Hamburg ngày càng phát triển. Sau một thời gian dùng sản phẩm của Maika, tôi có được là chất lượng rất là tốt, giá cả hợp lý, chăm sóc khách hàng thì tận tình và rất là vui vẻ. Phản hồi của khách cũng rất là tốt. We'll be right back.